đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nổi qua lòng miền Trung. Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang, vượt núi rừng ra Trường Sơn, vào tới ruộng ngọt hương Nam. Dân tộc Việt Nam có nền văn minh cổ đại, lâu đời và tiến bộ nhất Á Châu. Nền văn hóa hòa bình rực rỡ của tổ tiên ta đã hiện diện từ 15.000 năm trước Tây lịch kỷ nguyên. Người Việt cổ đã biết trồng trọt sớm nhất và thuyền bè đã vượt biển Đông Nam Á từ 4.000 năm trước Tây lịch. Khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu ở miền Bắc, tổ tiên Việt Nam đã để lại cho chúng ta một dải giang sang cẩm tú trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi hoang vu xuống đến những vùng đồng bằng bát ngát ở miền Nam. Từ những chốn địa đầu hoang dã, trăm ngàn phen xẻ núi lấp sông, tổ tiên ta đã đổ bao xương máu, giữ từng tấc đất gan sông để lại một giang sang gấm vóc ngày nay. Quê hương ta đẹp vô cùng. Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa. Tổ tiên Việt Nam ta đã đánh trống đồng, rung chuyển núi rừng, bao phen chiến đấu bất khuất chống giặc ngoại xâm, lưu danh thiên cổ. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Thế kỷ thứ nhất, hai chị em Trưng Chắc và Trưng Nhị khởi binh đánh đuổi quân Tàu xâm lược, khôi phục lại nền tự chủ cho nước nhà. Thế kỷ thứ 10, tướng Ngô Quyền hiển hách đánh quân Nam Hán vướng cọc sắt trên sông Bạch Đằng. Thế kỷ thứ 13, danh tướng Trần Hưng Đạo lẫy lừng phá tan quân Mông Cổ, ba lần xâm lăng bờ cõi Việt. Thái bình nghi nỗ lực, vạn cổ thử giang san. Thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Tướng Trần Quang Khải đã xuất khẩu ngâm bài thơ sang sảng như vậy giữa bàn tiệc, sau khi đã đuổi giặc Mông Cổ khỏi thành Thăng Long. Thế kỷ thứ 15, anh hùng Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, gian khổ 10 năm kháng chiến, giặc Minh phải lùi khỏi nước Việt, vốn xưng văn hiến đã lâu. Thế kỷ thứ 18, đại anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ lãnh đạo quân dân Đại Việt trong trận Đống Đa sấm sét, tiêu diệt gần 300.000 quân Thanh, thần tốc trong 5 ngày, thống nhất đất nước trong tinh thần độc lập tự chủ. Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trong máu xương từng hát ca bài thành công. Dân nước tôi nòi giống hùng cường Lạc Long, làm gái toàn là Trưng Vương, làm trai dạng hồn Quang Trung. Người Việt tị nạn cộng sản, tha hương, xa rời tổ quốc Việt Nam nhiều năm dài, vẫn tha thiết với đất nước, vẫn khắc khoải, hướng về quê nhà. Tại sao Việt Nam bị liệt vào hàng những quốc gia nghèo đói nhất thế giới, dù Việt Nam là vựa lúa lớn nhất Đông Nam Á, xuất cảng gạo đứng hàng thứ ba trên thế giới? Tại sao một đất nước Việt Nam dồi dào tài nguyên thiên nhiên và nhân lực, người Việt thông minh và chăm chỉ, mà Việt Nam vẫn không giàu mạnh được, dù đã hết chiến tranh rồi? Tại sao Việt Nam trở thành một quốc gia xuất cảng nô lệ về lao động và tình dục? Tuổi trẻ là rường cột và là tương lai của quốc gia. Nhưng tương lai của quốc gia Việt Nam sẽ ra sao khi đại đa số thanh thiếu niên thất học và gần 50% trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam bị suy dinh dưỡng? Quê hương em
nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Tiến tới thế kỷ thứ 21 văn minh, ngành khoa học kỹ thuật và truyền thông điện tử tiến bộ vượt bậc. Thế giới đang toàn cầu hóa và Á Châu phát triển nhảy vọt với những con rồng kinh tế lẫy lừng. Nhưng Việt Nam thì đi lùi, Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi sự nghèo khó lạc hậu, dân chủ không có, nhân quyền bị chà đạp, còn đâu hòn ngọc viễn đông của trước năm 1975, với nền kinh tế trù phú hơn hẳn nhiều nước Á Châu dù bị chiến tranh. Chế độ Cộng sản đang phá hoại con người và đất nước Việt Nam. Dưới sự cai trị độc tài và tàn ác, nền kinh tế Việt Nam bị phá sản, giới trí thức bị trù dập, tôn giáo bị đàn áp, trẻ em bị thất học, đạo đức suy đồi, dân tình khốn khổ. Vẫn còn đây trái tim riêng hồng, vẫn còn đây máu xương Việt Nam. Con không hờn dù đời cay đắng, tâm không sờn dù lòng trắng khăn xô. Còn hồn Việt Nam là còn niềm tin, còn người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh. Ý thức và niềm hãnh diện về quốc gia dân tộc đã thúc đẩy người dân Việt Nam dấn thân tranh đấu bất kể tuổi tác. Thế kỷ thứ ba, Triệu Trinh Nương mới 20 tuổi đã vào rừng chiêu mộ tráng sĩ, rèn binh luyện võ, nói rằng: ta muốn cởi cơn gió mạnh, đạp làng sóng dữ, chém cá tràng kình ở Biển Đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối. Thế kỷ thứ 13, Trần Quốc Toản tuổi nhỏ không được dự bàn việc chống giặc ở hội nghị Bình Thang, tức giận bóp nát trái cam không hay, rồi về tập hợp dân chúng, phất cờ khởi nghĩa, phá cường địch, báo hoàng ân. Mới 25 tuổi, sinh viên Nguyễn Thái Học đã là đảng trưởng của Việt Nam Quốc Dân Đảng, là một tổ chức cách mạng có thanh thế, đã mưu tính việc tổng khởi nghĩa đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Chưa đầy 20 tuổi, Đức Huỳnh Phú Sổ đã là giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo. 26 tuổi, đã là đảng trưởng của Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, đề xướng việc giải phóng dân tộc, canh tân con người và cách mạng xã hội. Cụ Phan Bội Châu cả đời tranh đấu cho nền độc lập dân tộc và canh tân Việt Nam. Trong một bài thơ, cụ viết: sống tưởng công danh không tưởng nước, sống lo phú quý chẳng lo đời, sống mà như thế đừng nên sống, sống tuổi làm chi đứng chật trời. Tổ tiên ta đã sống cực khổ, kiên cường, luôn phải tranh đấu chống lại mọi hình thức bạo lực độc tài. Dân ta sống kiên trì, chịu đựng, bao dung, nhân ái, cởi mở và cầu tiến. Đó là những đức tính tạo nên sức mạnh truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ghi nhớ công lao của tiền nhân muôn đời, tiếp nhận những di sản quý báu của người xưa, người Việt đang nỗ lực cứu nước. Đang nơi trên địa cầu, dậy dấu bước chân Việt Nam. Dân ta ở muôn nơi đang đứng lên tranh đấu. Người Việt thấy rõ nhu cầu cấp cứu nước Việt để có nền chính trị, kinh tế thị trường, tự do dân chủ, nhân quyền và công bằng xã hội. Trong tương lai không xa, chắc chắn Việt Nam sẽ cùng thế giới sánh vai bước vào một thế kỷ mới tiến bộ và văn minh hơn. Sơn Hà đang nguy biến, hỡi những người vốn dòng hào kiệt, xin hãy tự vấn mình xem chúng ta cần làm gì cho đất nước Việt Nam khốn cùng ngày hôm nay.